Vâng, xin kính chào ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đã trở lại với video cập nhật buổi chiều nay tại mộ cụ Năm ngày 9, ở lộn ngày 7 tháng 9, sorry đi mọi người, bị lẹo lưỡi. Và hiện tại bây giờ thì em muốn thông tin với mọi người một tin vui. Tin vui là gì biết không mọi người? Chiều nay em trúng số. Trúng số có lộc tại mộ cậu luôn á mọi người. Trúng một ben luôn, một lốc luôn. Mọi người biết trúng giải nhiêu không? 1000. Giải 100.000 mọi người. Tuy gần á không có bao nhiêu nhưng đó là cái lộc. Cái lộc của Mạnh Thường Quân và cũng như là lộc của cậu Năm mà anh em trong tem máu tím đều nhận được hết. Đó mới là cái may mắn đó mọi người. Thật sự mà nói rất may mắn, đâu phải ai cũng có đâu mọi người. Tại vì trong một tem với lại khán giả bà con viếng mộ buổi chiều thì cũng có chia ra nhiều số mọi người, chứ không phải riêng con số 13 đâu. Video đặc biệt nữa là nghe con số 13 luôn chứ. Cái con số mà em thích thám hiểm nhất, cũng như là cái ngôi nhà số 13, cái xưởng 13. Em không khi nào mà em thành công con số 13 hết, mà ngược lại hôm nay lại trúng con số 13. Oh my god. Và cái lọc này em sẽ đưa bà xã em. Để em kêu mẹ Cát Tiên vào để đưa cho mẹ Cát Tiên ha mọi người ha. Mẹ Cát Tiên ơi, vô đây mẹ Cát Tiên. Đây, đây là cái lọc của Mạnh Thường Quân hồi chiều của mọi người, cũng như là lọc của cậu Năm. Rất là bất ngờ trong tem rất là nhiều người với khán giả, mà chiều nay em nhờ may mắn nhận được. Thì cái kênh này là của mẹ Cát Tiên, cho nên là đưa lại lọc của mẹ Cát Tiên nha mọi người. Mẹ Cát Tiên có đôi lời gì muốn nói với Mạnh Thường Quân với lại anh em trong tem mà cũng như là khán giả không? Mẹ Cát Tiên nói lớn lên. Mẹ Cát Tiên cảm ơn anh em và Mạnh Thường Quân và mọi người đã tặng cái lọc cho mẹ Cát Tiên nha. Cũng như là cảm ơn cậu Năm đã phù hộ. Phải nói là cảm ơn cậu Năm phù hộ chứ. Cảm ơn cậu Năm phù hộ. Chiều nay là mẹ Cát Tiên cứ dò đi, nào mình thử. Đúng rồi. Ngày 7 tháng 9, chiều nay. Đúng rồi. Thì buổi chiều nay anh em tất cả trong tem đều nhận được lọc. Và cũng như là ngày hôm nay là Mạnh Thường Quân mua giấy số để tặng cho tất cả anh em ekip cũng như tất cả khán giả đến mộ cậu. Và cậu cũng phù hộ cho trúng số. Cậu rất là linh nha mọi người. Rồi, cảm ơn mẹ Cát Tiên đã chia sẻ. Bây giờ thì tiếp tục cập nhật buổi chiều nay mọi người ơi. Thì hiện tại giờ thì mấy anh em đang lau mộ cũng như là đang dọn bàn thờ. Thì có những anh em thì đi thắp hương các mộ xung quanh. Trước tiên là thắp hương cậu Năm xong mọi người. Rồi thắp hương các mộ xung quanh. Rồi có một số anh em thì lau chân đèn, lau bia mộ cậu Năm, lau bàn thờ. Rồi có một số anh em thì châm dầu da đen. Thì công việc của mấy anh em buổi chiều tại mộ cậu, đây là cái tâm của tất cả tem anh chị em yêu mến cậu nha mọi người. Bây giờ thì em sẽ lệch sang một vấn đề khác, đó là chuyển sang một nhân vật khác. Đó là chuyện qua chị Phương Lê. Chị Phương Lê mãi đỉnh thiệt mọi người ơi.
ve nghe là ve tức lắm. Chị Phương Lê nói thẳng không mà. Mọi người thấy chị Phương Lê nói chuyện không? Nói là sẽ làm, giống như những video trước của em. Khi mà chị Phương Lê đã tuyên bố sẽ là tài trợ hết cho tất cả cái răng của chị Loan. Và lúc trước chị Phương Lê đã từng nói cho tiền, tặng tiền chị Loan, chị Loan không nhận. Đó, thậm chí mà kêu kiến trúc sư qua mà sửa nhà luôn á, mà chị Loan cũng không chịu. Đó, mọi người thấy không? Cho nên á, chị Loan á rất là biết chuyện nha mọi người. Cho nên là chị Phương Lê rất là thích, chị Phương Lê rất là mến, và đặc biệt là chị Phương Lê mới tặng cho chị Loan một hàm răng ngọc tính ngọc trai. Đó, và chuẩn bị là sản xuất ra một bộ phim về cuộc đời của chị Hồng Loan. Và em đã từng nói với mọi người, khi mà chị Phương Lê thực hiện hai cái công việc này thì chắc chắn là sẽ có những cái mà phe thôi mọi người, phe gì đó nó sẽ vào tấn công cái trang cá nhân của chị. Em đã đoán trước cái điều này xảy ra rồi mọi người. Thì Ebon thì có những cái em đọc sơ lược thôi nha, có những cái comment, có những cái bài đăng mình em đá vô tay thôi, nói chung ra là không có xuất hiện nữa, gọi là nít ảo, nít ấy thôi mọi người. Thì nói là chị Phương Lê hãy đúng kịch bản nha, đừng có bóp méo sự thật. Bóp méo sự thật hay không mà khi làm phim xong đi rồi mình mới biết. Đó, cuộc chơi này thì chị Loan đã chơi rồi. Chị Phương Lê đã chơi rồi, xin lỗi mọi người. Thì chị Phương Lê sẽ tới cùng. Đừng có thách ai, thách chị Phương Lê là không có nên thách nha mọi người. Chỉ làm đúng sự thật, không phải là chỉ riêng mà phía chị Hồng Loan đâu. Tất cả những nhân vật trước chị tham gia, chị giúp là đều thành công. Và đều thật sự mà nói là mọi người đều kính nể. Và điều đặc biệt nữa là chị Phương Lê rất là mạnh tiền, chi ra là 140 triệu sẵn sàng mua vé để xem live show của anh Hai Vũ Lưng. Quá tuyệt vời, quá tuyệt vời mọi người. Thôi buổi chiều em chia sẻ đến đây thôi, có gì thì em sẽ cập nhật tiếp cho mọi người xem. Thì video này là video cập nhật cuối giờ chiều của em. Rồi bây giờ thì mọi người xem cho em xin một cái like, một cái chia sẻ nha. Bây giờ em đói bụng rồi, em đi ăn cơm đây mọi người ơi. Chúc mọi người ăn cơm ngon miệng nha. Bye bye.